Xin chào các bạn. Trong chương trình kỳ này thì Diệu Thảo sẽ giới thiệu đến với quý vị một món ngon, là một món gỏi nhưng mà sử dụng với nguyên liệu chính là sứa. Mời các bạn hãy vào bếp và thực hiện món gỏi sứa của ngày hôm nay. Để thực hiện món gỏi sứa thì chúng ta cần sử dụng khoảng 200g sứa muối, 100g da heo chúng ta luộc chín và cắt mỏng, 200g thịt đùi heo, 200g tôm sú chúng ta sẽ luộc chín và bóc vỏ. Ngoài ra quý vị còn chuẩn bị một trái dưa leo, nửa củ cà rốt, một củ hành tây, chanh, rau răm, ớt sừng. Chúng ta chuẩn bị thêm trứng gà, một ít bột năng, một ít mè rang, tỏi, ớt băm, giấm, tất cả các loại gia vị thông thường, và đặc biệt là chúng ta phải sử dụng thêm một ít nước mắm, vì trong món ăn này là một món ăn thuần túy Việt Nam, chúng ta sẽ sử dụng nước trộn gỏi được chế biến từ nước mắm. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào giai đoạn chế biến. Sứa thì các bạn có thể mua sứa tươi, nếu mà chúng ta ở những địa phương là những vùng biển thì chúng ta có thể sử dụng sứa tươi. Còn nếu trường hợp chúng ta ở thành phố thì các bạn cũng có thể sử dụng sứa muối. Phần da heo này chúng ta nên mua da heo về chúng ta luộc chín, sau đó chúng ta để nghiêng lưỡi dao và chúng ta cắt ra thành những sợi mỏng như thế này. Các bạn có thể mua những miếng thịt đùi có lẫn luôn da, thì khi chúng ta luộc chín xong á, chúng ta cắt mỏng ra, có vừa có da vừa có thịt vào thì nhìn cũng sẽ rất là hấp dẫn. Tuy nhiên vì món gỏi sứa này chúng ta đã sử dụng phần da heo rời riêng ra như thế này, cho nên khi mua thì chúng ta có thể chọn mua loại thịt đùi heo không có da cũng được. Và luộc chín xong á, các bạn sẽ cắt ra thành lát mỏng. Chúng ta sẽ sắc hết phần thịt đùi mà các bạn đã chuẩn bị là khoảng 200g thịt đùi heo. Thịt heo khi chúng ta luộc vừa chín tới á, thì thịt sẽ có độ mềm mại, phía bên trong thịt thì vẫn còn hơi ửng ửng màu hồng, ăn sẽ mềm và không có độ sát, chúng ta không luộc quá chín kỹ. Sau khi sắc xong các bạn sẽ cho vào một cái chén, và như vậy là các nguyên liệu chúng ta đã sơ chế, những nguyên liệu sống chúng ta sơ chế hết rồi. Bây giờ thì các bạn sẽ ngâm giấm đường, hai nguyên liệu là sứa muối này và phần da heo. Các bạn lấy một tô và chúng ta cho vào khoảng nửa chén giấm. Kế đó thì chúng ta sẽ cho vào khoảng 1/3 muỗng cà phê muối. Và nhất định là phải có đường. Chúng ta pha vào khoảng 2 muỗng canh đường. Khuấy đều lên. Khuấy đều phần giấm đường này. Như vậy trong phần giấm đường này các bạn đã sử dụng khoảng 3 muỗng canh giấm. Chúng ta cho vào khoảng 2 muỗng canh đường. Giấm thì chúng ta cho vào khoảng từ nửa chén cho đến 3 muỗng canh, tùy theo cái độ chua của giấm khác nhau. Nếu mà giấm chua nhiều thì chúng ta cho độ khoảng 3 muỗng canh là vừa. Còn nếu trường hợp giấm chua ít, độ chua ít thì chúng ta cho khoảng nửa chén giấm là được rồi. Kế đó chúng ta pha thêm khoảng 2 muỗng canh nước nữa. Các bạn sẽ cho thêm khoảng 1/4 muỗng cà phê bột ngọt. Khuấy đều lên. Và bây giờ thì chúng ta sẽ ngâm sứa vào. Sứa mặc dầu là chúng ta đã ngâm thật kỹ qua một đêm để hết cái độ mặn, nhưng mà để sứa thấm gia vị, có vị chua chua ngọt ngọt, thì các bạn sẽ ngâm thêm với lại giấm đường mà Diệu Thảo vừa mới hướng dẫn pha. Phần da heo này cũng vậy, chúng ta cho hết vào, sắc mỏng rồi chúng ta cho hết vào trộn chung với lại giấm đường. Bây giờ thì chúng ta sẽ sang đến giai đoạn kế, là các bạn sẽ sắc củ hành tây, cà rốt. Củ hành thì các bạn sẽ sắc khoanh mỏng hoặc là chúng ta dùng dao bào. Nếu chúng ta chưa quen với lại cái việc sắc những cái lát mỏng như thế này thì các bạn sẽ dùng dao bào, chúng ta bào mỏng ra. Nếu các bạn quen với lại việc sắc thì các bạn sẽ dùng dao thật bén và chúng ta sắc mỏng ra để có những sợi hành như thế này. Đây là những sợi hành mà chúng ta sắc rất là mỏng. Nếu củ hành mà chúng ta sắc dày quá là đem trộn gỏi thì củ hành sẽ có độ hăng và không ngon. Phần củ hành chúng ta vừa sắc xong thì các bạn sẽ thả ngay vào nước có đá. Các bạn sẽ trộn đều lên và ngâm trong đá. Chỉ cần ngâm khoảng 10 phút thôi thì lát nữa các bạn sẽ nhìn thấy là những miếng hành sẽ trong lại, cứng lại và sẽ có độ giòn. Đặc biệt là sẽ mất đi vị hăng của hành tây. Nguyên liệu kế để làm cho món ăn đẹp mắt đó là phần cà rốt. Cà rốt này các bạn sử dụng một đoạn cà rốt có độ dài khoảng chừng 10cm. Chúng ta lấy một khúc nhỏ để chúng ta tỉa hoa. Các bạn chỉ việc dùng dao và chúng ta khía những cái đường rãnh trên củ cà rốt như thế này. Sau đó chúng ta cắt khoanh mỏng. Đối với món gỏi thì chúng ta phải cắt
thật là mỏng, khoảng chừng 1 hoặc là 2 ly như thế này thôi. Và chúng ta cho chung vào trong phần củ hành mà chúng ta vừa mới ngâm vào đá. Bây giờ phần còn lại của cà rốt, ngoài việc là chúng ta tỉa hoa, thì nếu mà muốn có thêm màu sắc của món ăn đẹp hơn nữa thì các bạn sẽ sử dụng những lát cà rốt cắt sợi như thế này. Chúng ta sẽ cắt hoặc là bào, trường hợp chúng ta sử dụng bào cũng được thì chúng ta sẽ bào ra thành là những lát mỏng. Sau đó các bạn sẽ cắt sợi những phần cà rốt này. Bây giờ thì Diệu Thảo sẽ chuẩn bị một cái tô lớn để chúng ta cho các nguyên liệu vào. Những nguyên liệu trộn gỏi của chúng ta là gồm có cà rốt chúng ta đã cắt sợi nè, phần thịt đùi heo, chúng ta cho luôn cả tôm sú vào. Sau khi chúng ta đã cho hết tất cả phần nguyên liệu này vào, bây giờ Diệu Thảo sẽ vớt phần củ hành tây này ra, và cũng như là vớt phần sứa với lại da heo mà chúng ta đã ngâm giấm đường và chúng ta để ráo đi. Những nguyên liệu và sứa và da heo này rất là mỏng và mềm, khi chúng ta vớt ra xong thì chúng ta để ráo và đồng thời chúng ta vắt nữa cho thật là ráo nước, rồi chúng ta mới trộn gỏi mới ngon. Còn nguyên liệu kế đó là phần dưa leo này. Dưa leo thì chúng ta sẽ cắt bỏ hai đầu này đi. Chúng ta sẽ không bỏ vỏ, các bạn nhớ lưu ý là chúng ta sẽ cắt dưa leo ra thành những khúc có độ dài khoảng chừng 8 đến 10 cm như thế này. Và bây giờ chúng ta bắt đầu dùng dao, chúng ta ấn sâu vào khoảng chừng 5 ly. Kế đó chúng ta đẩy lưỡi dao đi theo vòng tròn. Theo vòng tròn như thế này. Để chúng ta lấy cái phần vỏ. Tiếp tục khoanh thứ hai cũng vậy, chúng ta hơi ấn lưỡi dao vào. Đẩy lưỡi dao đi theo cái vòng tròn của trái dưa leo như thế này. Mục đích của cái công việc này là chúng ta lấy phần vỏ của dưa leo thôi, và một ít cái phần ruột trắng ở phía bên trong, mà chúng ta không sử dụng phần ruột ở phía bên sâu bên trong, vì phần ruột ở bên trong thì sẽ làm cho món gỏi chúng ta ra nước và có vị chua, cũng như là lẫn những hạt dưa leo sẽ không ngon. Đó, chúng ta đẩy lưỡi dao đi như thế này thì chúng ta sẽ có những khoanh vỏ dưa leo. Bây giờ chúng ta đặt những khoanh vỏ dưa leo này lại, cuốn tròn. Sau đó chúng ta sẽ cắt ra sợi. Thì chúng ta sẽ có những cái khoanh dưa leo toàn là cái phần vỏ xanh, thì trong màu sắc của món gỏi sẽ đẹp mắt hơn. Dưa leo cắt khoanh xong, các bạn sẽ cho luôn chung vào với tô mà trộn gỏi. Cuối cùng là phần rau răm. Món gỏi sứa này chúng ta cho rau răm vào thì ăn mới là hợp. Phần rau gia vị là rau răm này chúng ta sẽ cho vào giai đoạn cuối. Bây giờ thì Diệu Thảo sẽ pha nước trộn gỏi. Nước trộn gỏi thì rất là đơn giản. Các bạn sẽ sử dụng đường, đầu tiên là đường. Lượng đường chúng ta cho vào khoảng chừng 3 muỗng canh đường. Sau đó chúng ta cho vào thêm khoảng 3 muỗng canh nước mắm. Khuấy đều lên. Kế đó chúng ta sẽ cho thêm một chút bột ngọt vào, ít thôi. Và Diệu Thảo sẽ vắt thêm một miếng chanh. Lượng chanh thì cũng tương đương với lại lượng nước mắm và đường mà chúng ta vừa cho vào lúc nãy. Như vậy chúng ta cho vào khoảng 2 lát chanh như thế này là vừa. 2 lát chanh này chúng ta vắt ra được khoảng 3 muỗng canh nước cốt chanh, tương đương với lại lượng giấm và đường chúng ta vừa mới cho vào chén. Cuối cùng thì chúng ta sẽ cho một ít tỏi và ớt băm vào. Như vậy thì Diệu Thảo đã có một chén nước trộn gỏi. Chúng ta sẽ còn một nguyên liệu nữa mà lúc đầu chúng ta chuẩn bị, đó là trứng gà. Trứng gà Diệu Thảo sẽ đập hai cái trứng gà này ra chén. Phần trứng gà thì chúng ta đánh đều lên. Đừng đánh nổi bông lên mà chỉ đánh đều để cho tan lòng đỏ và lòng trắng thôi. Sau đó Diệu Thảo sẽ cho vào một tí muối, chút xíu muối thôi, một chút xíu bột ngọt thôi. Bột năng này thì các bạn sẽ không cho trực tiếp vào trứng, mà chúng ta sẽ cho khoảng một muỗng nhỏ vào một cái chén như thế này, và chúng ta sẽ cho vào khoảng thêm 2 muỗng cà phê nước nữa. Hòa đều phần bột năng này, các bạn sẽ cho vào khoảng 2 muỗng nhỏ nước bột năng. Và trong đây thì đã có sẵn một ít muối và một ít bột ngọt rồi, chúng ta đánh đều lên. Bây giờ Diệu Thảo sẽ đặt một cái chảo nhỏ lên bếp và chúng ta bật bếp lên. Khi chảo đã nóng rồi thì các bạn sẽ cho dầu vào. Các bạn cho dầu vào chảo, chúng ta láng đều như thế này, sau đó trút hết phần dầu dư ra. Lưu ý là trút hết phần dầu dư ra.
đặt chảo trên bếp trở lại. Chú ý là trong chảo đừng để nhiều dầu dư, vì khi nhiều dầu thì sẽ không tráng được những cái trứng mỏng. Đợi cho chảo thật nóng rồi chúng ta mới trút một ít trứng vào, tráng đều như thế này. Còn dư trứng chúng ta sẽ trút hết ra. Như vậy các bạn sẽ thấy là chúng ta có một cái trứng rất là mỏng với lượng trứng rất là ít như thế này. Sau đó chúng ta xoay đều và có thể giảm lửa đi để cho trứng không bị cháy. Chúng ta sẽ dùng đũa chúng ta gỡ cái trứng này ra. Rồi, trứng bắt đầu tróc ra rồi. Sau đó các bạn sẽ cho trứng ra thớt hoặc là ra một cái dĩa. Và chúng ta đã xong một cái trứng rất là mỏng như thế này. Các bạn có thể nhìn thấy trứng chúng ta vừa tráng xong nè, có độ mỏng và dai. Nhờ các bạn đã cho một ít bột năng vào và chúng ta tráng đúng theo quy trình mà Diệu Thảo vừa mới giới thiệu. Với lượng hai cái trứng này thì Diệu Thảo có thể tráng được khoảng từ 4 đến 5 cái trứng mỏng như thế này. Sau khi đã tráng trứng xong rồi thì các bạn sẽ trải trứng ra thớt như thế này và chúng ta cuộn tròn trứng lại. Đây là những sợi trứng chúng ta đã cắt ra xong. Các bạn sẽ cho chung vào trong với lại các nguyên liệu mà chúng ta đã cắt xong. Bây giờ tất cả các nguyên liệu đã xong rồi. Trứng chúng ta tráng mỏng đã cho chung với lại tôm, thịt, dưa leo và cà rốt. Phần sứa và da heo các bạn đã ngâm với lại giấm đường và vắt cho thật ráo rồi. Các bạn nhìn thấy là rất là ráo, không còn một chút nước nào hết. Cho chung vào với lại tô chúng ta trộn gỏi. Kế đó là đến hành tây, cà rốt chúng ta cũng đã ngâm đá. Chúng ta cho hết vào tô luôn. Nhìn thấy rất là hấp dẫn và đẹp mắt rồi đó. Đến giai đoạn chúng ta trộn gỏi, chúng ta sẽ cho một ít rau răm vào. Không cho hết vào, chúng ta sẽ chừa lại một ít để mà trang trí. Khuấy lên một lần nữa để tan đều phần nước mắm. Và bây giờ là đến giai đoạn hấp dẫn nhất đây. Chúng ta rưới đều nước gỏi vào. Chừa lại một ít để chúng ta cho vào cuối cùng. Trộn đều lên. Chúng ta cho thêm một ít mè rang vào nữa. Như vậy là món ăn đã hoàn tất ngay rồi. Nhìn thấy ngon quá. Và bây giờ thì chúng ta trình bày ra thôi. Chúng ta chuẩn bị một cái đĩa sâu xinh xinh một tí xíu. Chúng ta trộn đều tất cả các nguyên liệu lên và gấp nguyên liệu này cho vào cái tô. Thật là hấp dẫn. Đặc biệt là những miếng sứa trong, mỏng và giòn tan chúng ta cho lên trên để tạo sự bắt mắt và sự hấp dẫn hơn cho món ăn nữa. Tôm cũng không thể thiếu. Chủ đề chính của chúng ta là sứa cũng không thể thiếu. Đặt lên trên cùng với lại màu xanh, xanh mướt của dưa leo nè. Độ trong và giòn của những cái lát hành tây nữa. Đó là món gỏi đã hoàn tất. Các bạn cuối cùng thì chúng ta cho thêm một nhánh ngò. Với lại ớt hiểm thì chúng ta có thể sử dụng ngay trái ớt hiểm đó mà chúng ta tỉa thành những cái hoa ớt xinh xinh như thế này. Đặt vào. Rồi cuối cùng Diệu Thảo vẫn muốn có thêm cái màu đỏ tươi của những con tôm này, trông sẽ bắt mắt hơn một chút xíu nữa. Món ăn đã hoàn tất rồi. Các bạn có thể mời cả nhà cùng thưởng thức món gỏi sứa này, coi như là một món khai vị đầu bữa ăn. Và đặc biệt vào dịp cuối tuần, nếu chúng ta thực hiện món ăn này cho cả gia đình thưởng thức thì không có gì bằng. Chúc các bạn thành công với món ăn ngày hôm nay.